Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, thời gian qua các địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai, thực hiện và có chương trình hành động phù hợp với thực tế, sắp xếp cơ cấu lại bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của các cơ quan đơn vị, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đến thời điểm này, các cơ quan khối đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đã tiến hành giả soát xây dựng phương án đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức giảm được 38 đơn vị, hơn 120 phòng ban đầu mối, giảm 4 vị trí lãnh đạo các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, 17 trưởng phòng thuộc các cơ quan khối đảng, 125 cán bộ cấp phó. Ngoài ra đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giảm biên chế được trên 1.800 người trong đó khối đảng cắt giảm được 63 người, khối nhà nước cắt giảm được 1.742 người. Sau khi sắp xếp lại bộ máy, tỉnh cũng đã có những quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức, phát huy tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, chất lượng làm việc của các cán bộ công chức viên chức được nâng cao, hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả.